Xin chào mọi người nhé, đây là motor nhé, motor của máy giặt nhé, tôi đang cắt ở đây nhé. Cái này tôi ý định của tôi là làm cái máy mài ấy, mà có thể là cũng có thể là lắp vào cái này đấy, máy máy quạt lúa. Đấy, tôi lấy từ ấy nhá, từ máy giặt ra các bạn nhé. Bây giờ tôi cắt đây, đây là nó có 3 mũi của nó có 3 mũi là một dây hồng, một dây vàng và một dây xanh nhé. Thì tương ứng với cái mũi của nó ở đây, một dây vàng đây, một dây hồng đây, một dây xanh đây. Đấy, thì như thế này, nó hai dây này là tù này, hai dây này là tù các bạn. Còn dây này dây chung này. Đấy, chúng ta cắt mũi ra. Đấy, hai dây tù, tức là mình đấu một dây. Đấy, mình cắt ra nhé. Đây đều cắm luôn. Cái này nó có hai chiều của nó nhé. Tức là dây này là dây chung này, dây chung này, còn dây này là một chiều quay ngược, một chiều quay thuận này. Tôi không biết chiều nào thuận, chiều nào ngược, nhưng tôi bỏ hai cái này vào nhé. Đấy, nó quay về phía ấy nhé. Đấy, đấy các bạn thấy đấy, quay về phía này đúng không? Bây giờ tôi muốn đảo chiều nhé, quay về phía này nhé. Đấy, nó quay đảo chiều đấy, nó có chiều ngược, chiều thuận. Vì máy giặt lúc nào nó để đảo thì nó thể con chia ắc này ngắt, con chia ắc chạy thuận, xong là con chia ắc thuận ngắt thì con chia ắc ngược lại đảo nhá. Cho vậy nó cứ chạy như thế này và chạy như thế này thì nó đó là cái quy trình của nó. Còn để mà điều tốc, chẳng thể có cái điều tốc này làm đây, chúng ta lại tháo từ đây ra. Đấy, máy giặt nhé. Đấy, còn cái này tháo bu ly thì chúng ta tìm cách tháo nhé, để chúng ta làm ren thì chúng ta có cách như thế này. Đây, bây giờ chúng ta tháo cái này. Tháo cái này các bạn nhé. Hay là như thế này, chặt quá thôi, mình phải trong rồi là bảo hành nhé. Rồi, rồi đấy. Sau cái này chúng ta đóng vào các bạn nhé, đóng cho nó ngược. Cảm thấy khó tháo các bạn. Cái này phải đóng cho nó lún, nó làm sao nó trượt được một ren thì chúng ta mới đẩy được ra. Ở đây, đây. Cảm thấy nó lỏng rồi đấy. Chúng ta có thể lấy cái gì bắn ra nhé, để tôi bắn thử nhé. Tôi thử cái này các bạn xem sao nhé. Thôi, cho để thế mà bắn con ạ. Ra được các bạn.
ra được ít các bạn nhé. Thôi để chúng ta nảy bằng cách đây chúng ta khởi cái này ra. Rồi. Không để cho con này đâu. Hả? Rồi, con nó để tăng cái đoạn cái đó chứ để con dạ. Con lo mà đến cái mất tí ra. Chào, có mắt chứ làm không? Hả? Không. Mắt chứ làm. Thì chơi, thằng con ý là giải quyết cái phí vụ này cho các cháu thì dân con ổn định cho con. Dạ. Nó đến mong 7 tháng thảo cái nó mới được coi đấy. Nó là đúng. Thì Việt đội tuyển Việt Nam thắng đá 3 trận bên nữa nó. Bên đó mới Việt Nam ấy là đang nửa hè đang khởi. Ủa hay quá đó bọn này. Con vịt ngoài hoàng ảnh vô. Ủa thế tên mố mà có bò không? Ủa rồi à? Hoàng ảnh là thổi bò à? Hắn có đỏ hại hơn Việt Nam như vậy nhiều không? Đỏ hắn nhanh thôi, nhanh bọng thôi. Bọng hắn đỏ hắn chịu được. Cũng rê rát cùng mày đó. Thì còn mê rê rát thế người châu Á mới chứ còn đến là... Tôi như bùn lắm bên rồi, sống vừa giỏi. Đi bán rút kính rồi nhé. Đồ phần thang nó có đứng rồi nhé. Ba lán nhưng mà đã cho được rồi. Ba lán đã cho được. Hắn mới có vui quá được. Đúng rồi chứ. Ông thầy là hắn bình luận là có như vô địch. Giờ được cạnh bún lớn nào đó nhịp đó. Bún lá bon những người đây đang ăn ăn có vui quá. Năm mới bún một bon thôi nhưng mà lao nóng nữa mới trần nữa. Lao hai trần rồi. Hai trần nữa bữa nhớ đỏ nữa có lần quả ăn vượt quả đó bữa uống ngay khi mua là bốn một ban thôi bốn quả vượt quả thì lứa bốn ban nè bốn quả nhìn chắc chứ bốn ban thẳng như hai trần khỏi vậy là gì đó. Nó là bố vong chung kỳ thế giới khổ vong khảo con khảo con khổ thằng đỏ vừa đúng không này cũng quay là nhìn thằng đỏ có giỏi lắm đúng không này chi cũng hay quái đỏ này nè đi văn đút kỹ đi cùng thương rồi đấy chúng người đang hình cái duyên khi ban nè cái gì tháng nữa là vũ pha lưỡi đó cái con quả bóng vàng đấy chứ biết để đó nó vừa mố còn là bái bột chứ lắp lại tiền rẻ cái đấy ra tiền rẻ không ghé đấy quá không phải là đồng hồ để làm cái thả ông hay coi mét khí như đó cái này ngồi bên là hàng bên thằng mét khí như là bên tây ban nhà thôi tây ban nhà nhé chỉ của thằng này cái gì chứ bạn ấy Kuro à Kuro chứ ô rủ nhưng mà bông đạt thế giới nó lâu rồi ô rủ bông đạt thế giới đó khi mua uống hay nghe anh ứng nói là như hình như tỉnh hai năm một lần rồi hai năm lần theo cái thông điệp mới vừa mới họp đó là quy định là hai năm một lần đôi cho thế giới cho đôi đúng quá rồi như cô vịt nghĩ này ngãi khói nè khách có khổ món uống có đỏ dài đâu có chỗ khách giảm á
哦，这个香。我已经快过背了，走。